Xin chào tất cả các em đã đến với kênh The Channel. Và video ngày hôm nay chị xin được hướng dẫn các em vẽ chibi Ấn Độ, mặc thời trang Ấn Độ hết sức là dễ thương nha. Và đặc biệt video ngày hôm nay sẽ có phần Mi Ni Game nha. Sẽ có mini game cho các em với cái yêu cầu đó là các em hãy list xem quảng cáo nha, mô tả quảng cáo rồi cảm nhận về cái bức tranh của ngày hôm nay. Nếu thích thì các em cho chị một like nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Yeah, và ở đây chị có ghi rõ thể loại mini game luôn nha. Đây, mini game của video đó là list xem, mô tả quảng cáo và cảm nhận bài vẽ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ thôi ha. Vẽ chibi thì nó sẽ đơn giản hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ là cái mặt của chibi nha mấy em. Rất là đơn giản. Sau đó thì chị sẽ vẽ một cái bông hoa. Chibi Ấn Độ mà. Đây là trang sức của chibi đó. Và một mái tóc nha. Ở trên đây thì sẽ có là chiếc lá nè. Thôi đi đừng vẽ lá nha. Vẽ lá thấy nó vô duyên. Rồi, mình sẽ vẽ những cái dây ngọc trai nhỏ đi ha. Rồi, ở trên đây thì ngọc trai nè. Tóc của chibi đó. Ở đây thì sẽ có ba cái lá nhỏ nè đó. Cặp mắt tròn nè. Đó. Vẽ theo cái cách là dễ nhất luôn á nha mấy em. Rất là dễ ha. Chân mày chibi. Sau đó chibi Ấn Độ thì sẽ có một cái chấm ở chính giữa này ha. Và một cái miệng cười nha. Dễ không nào? Dễ, chibi Ấn Độ rất là dễ ha. Ở đây thì chị sẽ có cái lỗ tai nha, hai cái lỗ tai của chibi. Rồi, cái cổ nha, cái cổ của chibi. Cái vai thì bằng thôi nha, chibi thì lúc nào cũng vậy, cái đầu nó sẽ to hơn nha mấy em. Ở đây thì chibi sẽ mặc một cái bộ đồ. Sẽ có phần eo nha. Phần eo và cái váy. Mình sẽ vẽ giống như những cái cánh hoa vậy đó. Đây. Và cái váy sẽ xòe ra như thế này. Đó. Và đó là bộ đồ của chibi nha. Đó, ở trên đây thì chibi cũng là tiếp tục đeo những cái bông hoa ha.
nha. Ở trên ngực này thì cũng sẽ có những cái tu tu ấy em. Người Ấn Độ người ta hay mặc những cái tu tu như thế này đó. Rồi là đây. Đó, đó là tay của Chibi ha. Cái tay này mình đưa ra một chút xíu đi ha, cho nó có duyên. Tự nhiên cứ úp vô trong chi. Rồi, thì cái này cái tay của búp bê hơi bị to nha, mình sẽ cho nhỏ lại xíu. Vẽ sai thì vẽ lại, không có gì phải ngại nha mấy em. Đó, vẽ sai thì vẽ lại, không có gì phải ngại. Đó. Và người Ấn Độ thì người ta đeo rất là nhiều vòng nha. Đó, còn đó có đeo cả cái vòng ở trên cái tay nữa nha. Và có khi người ta phải phủ một cái khăn, một cái khăn như thế này. Đó, một cái khăn mỏng mỏng thôi nha mấy em. Đó. Còn ở trên đây thì tóc mình chưa vẽ xong nha. Thì chúng ta sẽ vẽ tóc của cô gái này là tóc thắt bím. Rồi, ở đây sẽ có một cái nơi ha. Đó là đuôi tóc của cô gái Ấn Độ nha. Đó. Ta cũng có thể vẽ nó lại cho nó thành một cái vòng tròn to như thế này. À, mình còn phải vẽ một cái chân nữa ha. Đây là cái chân của búp bê nha. Đó, chân của búp bê Chibi. Và vẫn như mọi khi thì chị sẽ dùng cây bút này nha, để chị đồ nó lại cho nó đậm đà hơn ha, cây bút lông á mấy em nha. Chị sẽ bấm nhanh khúc này nha. Và đây, sau khi mà chị đã vẽ xong nha, chị đã vẽ xong bằng cây bút lông á, thì nó sẽ tươm tất hơn đúng không mấy em. Bây giờ thì chúng ta sẽ tô màu. Tên tên. Và đây, chị đã tô màu xong rồi đó mấy em. Giờ chị chỉ cần điểm thêm một chút nữa thôi ha. Ví dụ như là mấy cái bèo nè. Đó, bây giờ chị sẽ điểm thêm cái bèo dúng cho cái váy nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Sau đó mình có thể vẽ thêm 1, 2, 3 cái dấu cộng như thế này nè, để làm cho cái váy của mình nó thêm phần lấp lánh ha. Đó, ít thôi, không có cần nhiều, cho nó thêm lấp lánh lên. Còn ở trên cái này thì mình sẽ vẽ thêm 1, 2 cái đường, giống như là nó đang ấy vậy đó mấy em. Đó, nó đang xếp ly lại đó, đúng không? Nhìn nó sẽ khác hơn. Tóc á, thì các em cũng có thể là vẽ thêm nha. Các em cứ vẽ theo cái chiều của tóc nè. Đó. Và nhớ nha, tham gia mini game của kênh Bếp Chibi cũng đơn giản thôi. Ê, lộn, xin lỗi, kênh Ro Channel nha. Là mini game nè, là các em hãy click xem mô tả quảng cáo rồi cảm nhận bài viết, bài vẽ này của chị nha. Đó, tuy là chị vẽ không đẹp lắm, nhưng mà thôi kệ, mùa hè mà vẽ cho các em xem cho vui nha. Còn bây giờ thì đến đây là kết thúc rồi đó. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Không biết là các em thấy có thích hay không nữa.
Còn về phần tô màu thì rất là đơn giản nha. Chị lấy màu cam này nè để chị tô màu. Do là xài bút chì ấy, cho nên là nó rất là dễ tô nha. Rồi đến là màu đỏ nè. Đây là cây chì đỏ nè. Chị sẽ tô cho những cái màu đỏ đỏ như thế này ha. Và cái đây thì là màu vàng nha. Những cái vòng tay thì chị có đính thêm là màu xanh. Còn ở trên tóc của búp bê thì đó là màu tím và có một chút ánh nâu nha. Nếu như các em thích đậm màu hơn thì các em có thể tiếp tục tô cho nó đậm hơn. Đó. Do chị không có thời gian nhiều thì chị mới hướng dẫn cho các em tới đây thôi ha. Và có nhiều bạn còn vẽ đẹp hơn chị nữa. Thì chị chỉ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết vẽ nha. Rồi, rất mong các em luôn ủng hộ thành viên kênh Bếp Úc Chibi. À, chị là do chị cũng là người của kênh Bếp Chibi, chị quen miệng Bếp Chibi nha. À, hãy ủng hộ kênh channel và kênh Bếp Chibi luôn. Rồi, còn bây giờ thì kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau.